Ok, hello anh em. Thì nay về hơi trễ một tí, cũng gần 10 giờ rồi. Nên chắc làm 1-2 tiếng qua được kinh này nghỉ thôi. Chủ yếu vô thì coi mấy cái đề tài với bài thi là xong. Việc thì cũng khá rỗi nên thứ bảy chủ nhật này có thể chơi được khá đó. Hy vọng là hoàn thành được cái chặng đường đầu tiên của qua được kinh thôi. Cũng lướt lướt sờ tim coi có game gì mới không. Anh em coi mạng miền núi nó lót từ ngô nè, cái khẩu không. Đó đừng nửa đường nghỉ luôn rồi. Thì hiện tại hồi trưa thì cũng phá đảo qua post này rồi. Game thì cũng phụ thuộc vào nhân phẩm khá nhiều. Nên phá đảo xong là cũng không có muốn chơi lại. Chắc chờ nhà phát hành update cái bản nào cho cân bằng tí. Thì hiện tại cũng chưa thấy game nào mới. Cứ vô đây coi nè. Đây là lịch ra mắt game khoảng tuần đó. Và theo như tôi nhớ cái video lần trước thì cũng không có game nào coi nữa. Bữa nay mai tới thứ ngày 17, 18 thì chỉ có con Minecraft được gần với con này thôi. Chứ con này hình như là con game của Riot về Silas đó. Chỉ có hai game này thôi. Disney này phải tôm này nhưng đua xe đó, không lót ảnh nhưng mà dựa vào trí nhớ thôi. Đó. Tính ra thì tới ngày 20 tuần sau thì mới có vài con game gần từng đó. Tới đó thì chắc anh em cũng nghỉ lễ 30 tháng 4 rồi. Tuần sau rồi tới một tuần cuối nghỉ lễ 30 tháng 4 tha hồn chơi. Tháng 4 này thì cũng còn vài game thôi. Thống nhất thì vẫn là con Jedi này. Rồi ok giờ vô con Forsaken ha. Thì lần trước thì cũng qua cái vùng đất mới rồi ăn hành khá là nhiều. Bây giờ cũng được hai được miếng sách là vô đây lựa lựa rồi có gì còn ngon để mua thứ không. Thực ra cũng chưa biết mấy cái này nó làm sao nữa. Nó không có tích hợp chùi chữa vô kéo kéo này khá khó. Đây đây một điển hình mình đến từ thiên đàng, nói chung là có thể là no, để lựa lựa đã, thường là phải lựa vũ khí trước tại vũ khí nó ảnh hưởng mình khá nhiều. Cây kiếm lực tài 4 21, kiếm lực tài 4 28. Tại sao cây kiếm này nó lại nằm bên phải hả? Cảm giác khá xa vời vậy. Đây cái này cũng khá quan trọng nè. Chắc mở luôn mà không biết mở để xài sao á. Có khi là đợt phiêu lưu thứ hai mình mới xài được ba cái đó. Phía dưới là cái gì đó. Này mini encounter. Cái này là trang phục thôi, phục trang thôi. Chắc mở luôn cái này để chơi đi. Rồi 11 điểm. Rồi vô game thôi. Nào cần thì tính sau. Hiện tại thì cũng chưa có biết dùng cái bản đó. Này là cái dàn nhân vật của mình nè. Nón mới nè. Búa cũng khá khá xịn nè. Thị trường bóp có mỗi cây cung này cùng rồi. Anh niên này cái đầu bóp bóp luôn. Một đội hình chiến chỉ của Đương Gion luôn nha. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là đi đánh con Hatta. Đi đánh cái thành Hatta ở đây. Đây là dàn nhân vật của mình coi sót kiểm kê đây có gì không. Đang trong cái thành này giữ chợ coi rồi hết tiền luôn rồi. Cái này cũng khá ổn như pháp sư nè. 21 đam phép. Pháp sư mình đang xài hiện tại là cái gì ta. 26 đam phép mà ba con cái bộ não. Gì cũng chưa cần. Mua thì nó chỉ tốn thêm tí thời gian thôi. Giày này giày gì đó. Giày này chắc bán luôn đi. Giữ làm gì ba cái đó. Mũ này bán 25. Mũ này bán 40 rồi. Mũ này 20. Dũng để màu xanh dương nó xịn hơn màu đỏ này. 3, 4, 1. Bên kia là 1, 1, 2, 10. Có bán cái này đi. Rồi đi thôi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi lên Atta. Rồi ta tính đầu quá chặn đường. Ông thương gia ông nhảy ra ông chặn mình.
Bây giờ ghi cung vẫn có bán ghi cung cao hơn một đao nhưng mà nó cần cái hai mắt lận nên chắc không có mua đâu. Ở đây hiện tại của mình chỉ số là nó thấp hơn có một đao mà nó có hai mắt, tăng tỷ lệ rất là cao luôn. Mấy cái vàng này cũng rất là ngon mà. Nhưng thôi, sông kiếm à, sông kiếm 30 đao thì có thể anh chiến binh là anh cần thôi. Sông kiếm ta là cái đàn, hai đàn này thì cũng thua cái của mình nhiều lắm. Rồi, nói chung là đồ này là hậu rồi. Cứ đi tiếp thôi. Đây là tìm thấy một cái động. Động này level 9, mình ba thằng level 10 rồi. Nhưng mà chắc vô kiếm tí tiền á. Để coi nó có bán máu thì bán nhiều. Lên được cái thẩu 3 nè. Tôi mua cái thẩu á. Với lại cũng chưa biết xài mà cũng chưa biết xài mấy quyển sách sao nữa, chắc mở ra xài thử cái này đi. Rồi ra khỏi đây đi, bây giờ chắc xài thử cái cuốn sách này. À mình có thể teleport khỏi mấy mấy cái vị trí trên này luôn, tiện quá ha. Chị mày đó giờ không biết, cứ đi bộ không à, đi bộ lại rủi ro nữa. Rồi hiện tại chưa gần đâu, giờ thanh niên chiến binh lên đây gặp ông này coi có cái gì ngon hơn không. Cái ghiều này là tương đương, nhưng mà cái ghiều này nó có 4 cái nè, cái kia nó 5 cái rồi, nó lại có một ghiều nữa. Cái song kiếm thì nó có 3 cái à, song kiếm cũng ngon á, chắc mua song kiếm thôi. Song kiếm 420, cây ghiều này 300. Song kiếm thì mất 4 đam nhưng mà nó tăng sở nhiều lắm, pit tăng 10 với 12 gift lắm. Chơi luôn, mình bán cây búa này có 64 đồng rồi. Cây kiếm này bán 33 rồi. Cây này thì có cái phá cửa, phá cửa chắc để dành khi nào gặp cái cửa mình sẽ xài. Cái búa này thì 5 hộp giữ lại không ta, thôi không cần đâu, mấy chục đồng có đi rồi đi thôi. Nên hội tụ với anh em đây, bị vô cái đun này, đun này level 9 à, mình level 10 rồi nhưng mà cũng đi thử cái cho biết. Mới vô gặp cái shop luôn á ta. Đây, shop bán hồi máu rồi, buộc phải mua đi. Có tiền rồi lấy tất cả cái tiền anh em chuyển qua. Bây giờ thanh niên này hiện tại có 5 cái hồi máu nè. Chia bớt cho anh em đã. 1 2 1. Chiến binh thì chắc tầm 1 thôi. Thanh niên này 5 rồi, chuyển lại. Chuyển lại thì 33 đều nhau, 3 2 33. Rồi ok, tạm gì đi. Tiếp theo là mình cần phải có một cái quyển này. Cái này giải độc rất là cần luôn. Mua được cái 2 cái không? Giáp có cái áo giáp cũng khá khá nè, cộng 7 feet với 3 đam. Trời ơi, mới mua cây song kiếm xong thiệt á. Con game game lửa. Ờ không, 2 cây thịt à, không lừa, tự mình lừa chính mình thôi. Mà trong này nó bán mắc hơn con dạo ngoài đó. Cái giáp này cũng không ngon nhưng mà cái giày thì ngon á. Còn cái giày thanh niên này, cái giày thanh niên này còn mấy chỉ số cái né tránh như cơ bản cũng được. Rồi đi thôi, coi với thật ra mình cũng không còn tiền. Đi đi, bây giờ tuần đầu là thằng này đánh này 66 đam,
hạ cho phép xuống có thể giết được, có hạ hay hạ hơn này. Ủa này là hạ cái ba luôn hả, hạ cái ba luôn xài đấy ngon vậy. 48 đam 24 lát, hiện tại thì giáp rất ít nên chắc xài thử kiểu này. 91% 60 kiếp thôi, mấy con quái giờ cũng mạnh. Này là gây ước AOE, này phá giải rồi nguyền, còn này là hồi phục điểm focus ở điểm này nè. Giờ ước là 44, còn ước cả ba thì 24. Con này kháng phép cao lắm, ước con này 44 thì ổng vẫn sống nên chắc đánh vô con này. Ước là nó xóa khỏi tạo cái hụt tính này. Rồi bây giờ mình bị giảm giáp này, giảm fit cú nữa không, giảm fit cú nữa đi. Bây giờ mình dứt điểm này luôn, 48 đam hụt khác thiệt, 86% là vẫn hụt thôi. Bây giờ mình bị xe thun mất lực combat, bị mù, giảm tốc, cái này nó boost gì đây, boost tăng né tránh, mình giải là nguyền cho nó một cái mới được. Sao đam mình yếu dữ vậy ta, cái phát bắn này là thấy sao mà nó lại có 16 đam à. Bắn phát này thì bỏ qua giáp nè, 32 đam, tập trung giết con này, con này nguy hiểm. Giải được quyền cho thêm cái này, mất cái này không, ủa không luôn hả, diễn siêu vừa rồi lấy gì ta. Bây giờ có chón không, có chón chón đó, xin giáp rồi, 48 đam, 48 đam, 48, 86% chắc hồng hụt luôn, mới nói xong à, nó cũng hụt mình, thì không sao. Hụt luôn rồi. Tính hồi một điểm hồi cách lên tuần đó mà cuối cùng không xe điện đi, còn một điểm kháng điện này để teleport bên này giữ. Còn nó tự gì phô cạt mỗi tuần nữa, giờ đánh trước mà chưa có gì. Bây giờ con này đánh trước, con này con có sừng 16 đam 81 giảm tốc chương cái hai phát rồi, không giảm tốc được, bỏ qua giáp 29 đam à, 29 với 16 ra là 45, 45 mày đánh thường cũng vậy thôi. Thử chiêu này chém được ba con khá lời, khỏe né 23% mà hiệu quả quá hả, có hay hết rồi. Tính giờ đến nữa hả, tính đâu giờ hút máu chứ, đến ra ba con này là kiểu này là sao đó, kiểu này chắc để là chắc chắn đúng chúng á, như giết dơi nè, giết dơi đi chắc chắn chúng là chết. Thanh niên này sao né được hai lần hay vậy, kiểu này là phải hút máu không hả, đánh bò đi, tại vì đánh con sừng thì tuôn sao tới nó đánh nó không chết, còn 10 máu luôn,
Đi đánh con này thì nó né rất là cao rồi sao mà đánh được. Bắn này thôi. Bây giờ 44 đam, 44 đam chắc chiếc này. Đồ chí mạng luôn. Rồi thúc máu á. Giảm tốc nữa đúng. Trời, da đen rồi đánh được cái kêu hút máu. Giảm tới đây luôn đó hả? Tính để được tới tuần con này thì cho nó hồi focus. Thôi, tiện nó ít. Không có đồ gì luôn. Có gương nè. Mở rồi, không còn may mắn gì đâu. Một quyển sách, ba lò lên được 14. Áo này chỉ thần chỉ số thôi. Đôi giày, giày giống một cái đang xài rồi. Không hơn nhiều. Hơn mấy chỉ số thủ là chính. Chính thủ 5 skin trên. Nhưng mà mất 4 phép, mất 4 né tránh, mất 3 vật lý. Không không. Cứ lưu cho người thôi. Đôi này chỉ có một tầng. Này level 10 nè, chắc điện đây đấm thử luôn á. Ủa sao có hai người vậy? Có đủ ba nè. Này là mình còn có ba mạng rồi nha. Xám ba. Giảm tốc nó. Bây giờ hai con ma trắng đánh trước. À, mình gạt con nhánh giữa này đó. Rồi. 49, hai con kia 25. Bây giờ ước ba con luôn. Hai phát, ba phát luôn. Chắc ăn rồi mà vẫn hụt. Giảm phép cứu nữa thì nó lên không ta? Thôi bị thiếu đam rồi, thiếu hai đam rồi. Một kết luôn, 91 giờ. 91 vẫn hụt. 86 hụt, 91 vẫn hụt luôn. Hai máu. Con này cứ quá thường thôi. Một con. Đây dạ đâu à? Né đừng rồi. Đánh thường thôi. Đừng giết nha. Giết không được, giết đừng chết được. Bây giờ dính cái lời nguyền nè. Dính cái lời nguyền này bây giờ không biết sao giải không. Ở trên 87% mà nó làm ảo ma thì chắc ăn chúng đi 17 năm. Mười cái điểm thể lực này, 10 viết, 25% đam với xác chết, bị nhiễm như mấy hàng mặt nạ không? Mất 3 đam, mất 4 né, mất 2 kháng. Nhưng mà chỉ số nó cao. Thôi đeo không đi. Quyết định nè. Đâu. Nó đeo mặt nạ xấu à. Vẫn là nằm bên đây á. Ừ, là cái mũ. Thay được rồi. Ủa mình nhớ mình có con tàu đâu hả? Ừ đây nè. Bây giờ về cái làng này cái trước đã. Tự nhiên có túi độc đây rồi.
không chấp nhận bị độc luôn đi, tại dù sao mình cũng cái này vô thành mình xóa độc luôn. Có trên khí cầu rồi, chắc mình phải bay lên đó mở được cái hầm ngọc này. Bây giờ có khỏi hồi máu không cần xài, không fit thì không cần xài, bị chữ thì 32 đam lận. Cái kiếm này 23, cái áo này 11. Rồi con này có gì bán không, xài bán bốn. Thì cũng bán được giáo nhé. Bán những cùi cũng bán luôn. Bây giờ xóa tất cả các loại 200 luôn á. Cũng tiền với thiệt ta. Hết tiền vụ luôn rồi. Ủa anh sót pháp sư hả? Pháp sư này bị giảm cái lời nguyền này thì lời nguyền cũng mắc. Mắc thì chắc chả cần. Cái này xài sao? Kho báo ngay đây luôn. Vì mình tay le xuống đây mình lấy con thuyền mình đi hướng đây. Đây những giấy dịch chuyển này sử dụng đây. Chuyển ngay chỗ này được rồi à. Gọi lên thuyền thôi. Tiền có 100 à. Được cái cuộn mà giảm tất cả cái gì, kiểu đọc gì đó. Bốn phạt ti nó dánh này cũng cùi đó. Này sử dụng combat thôi. Con gì ngon cho lắm. Ủa nãy đi bằng điểm may mắn hả? Ngon, chiến binh lên đây luôn. Ủa chiến binh sao giờ xuống được cái cầu bây giờ? Sao rời khỏi khí cầu? Kiên cùi 7 à. Nãy nó mới mở cho mình cái đun này ra. Đun này có không? Còn dưới này lái tàu anh đó. Này tôi tới anh chào nữa. Thôi rồi rồi. Bỏ tàu luôn quá. Không chạy được luôn. Đi tàu mình mà gặp ra Ken đó. Không bị lửa, không bị nước. Nhiễm với nước, nhưng mà bị ướt không.
chỉ cào mà chắc bị sơ tôn đấy chứ. Nó đánh ba tôn nó chết mình luôn. Biết gì bỏ tàu rồi đấy, đánh chi vô phí. Chạy quá không có chạy được. Tàu bốn máu hai đào nhỡ đánh ba cái là chết luôn. Tàu chìm rồi mình sao? Rồi mình lên bờ không đâu hết. Mất 200 vàng thôi. Có khí cầu chứ đâu gần tàu đúng không ta? Một tuần nó con trao ra rồi. Đúng luôn, mình 11 á thì ngại gì, nói cái đun đều vào 10 nó. Chào luôn đó. Giờ có 12 kháng phép miễn nhiễm với nước, không bị chảy máu. Bắt đạp đi. Để tuần sau con này nó quạt cái ba đứa được. Bên bầm nằm máu rồi. Kêu hút máu rồi đó. Đây. Cộng 14 máu. Cái khung này bá đó, bộ kêu nó không ngon. Miễn nhiễm thiêu đốt nguyên bạch tiên. Con này không cần đam phép nhiều đâu. Lấy miễn cho cái đem đi. Con này còn tẩu 2 nữa chứ quên. Bây giờ liều mình có mấy cái liều? Có 4 cái liều, 2 liều, chắc chạy cái không sao đâu. Chạy cái giờ chắc ăn. Tại mình còn ít lên cấp, còn lâu lắm. Chiến binh nguyên tố rồi. Một phát rồi. Đánh 18 máu. 8. Mẹ, con này ở giữa cho né hay cái gì? Ba con né luôn, tóc luôn, rồi đánh lại. Xiên giáp, bạc ba đạp. Mấy này kháng phép cao lắm,
Thằng này vô dụng luôn. Bị mù. Mù cũng không sao. Sắm mốt đam. Nó không chết. Vì đến đây thôi. Còn 5 máu, 12 hàm 4. Xài cái rồi mà vẫn hụt. 17, 17 thì nó chết hết luôn. Chạy cộng được 200 tiền. Miễn nhiễm đóng băng cho nguyên bạc ti. Không, lấy nhiều quá cũng không tốt. Này phết cao lắm. Nhưng mà thôi cầm đi, giờ cầm hiệu ứng. Nó cho mấy cái này hy vọng là nó có cái gì đó. Tiết kiệm cái liều đi. Này bao nhiêu tầng nguyên trời. Cứ đánh gì tới nào đó. 180 đạp. Làm mốt. Con này gắn phép cao. Con nào cũng gắn phép cao chứ. Con này giờ vô dụng quá. Chắc hồi lấy sách bút cho nó. Con này là gánh tên 40 đạp luôn đó. Giết cho em bố hồi được 13 máu. Và tôi có cốt. Ok. Thở sang này 17, 2 tôn nó đi là đủ 34 luôn. Bây giờ đánh đầu à. Chết đi. Bạch ti sốc. Đi xin tí đi. Bởi vì rồng đó. Đuổi này lấy gì? Đây xong rồi. Có thú gì giải được quyền không ta? Để coi trong ba lô cái. Máu, độc. Đây chỉ giải được quyền có một cái nào. Mà giải cho con này hơn. Này dính hai được quyền nữa. Mất cái support này cũng không quan trọng với con support đâu. Cho này giải đi. Bay tới chợ là con trâu nó ra. Đây, để coi dùng được quyển sách nào đó. Cái này dịch chuyển thì biết rồi, tạo cổng của tàu á. Cái này dịch chuyển nè. Cái này là sao? Làm đèn tôn chiến binh. Sử dụng combat thôi. Cái này thôi được cái gương, thôi đêm chán à.
lên tới cái bờ đi xài sắp. Ủa thì sao mà đậu xuống được? Bây giờ mấy cái này level 10 rồi, đương nhiên giảm tốc nó chỉ tiền học rồi rồi đâu rồi 17 không sao. Chết 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 cái rồi nó xuống sâu dữ. Không một một cái đánh lùng đại trước sao không chọn qua mục tiêu này được rồi. Trắng tuần sau mới tới tuần này bắn này đi. Bốn sáu mà lúc phòng cả lại giết hồi thì hai máu cộng 10 máu à. Bây giờ cái giòn chết này gì nó nổ gì 24 đam vậy rồi chảy máu ra được nghỉ ngơi không được nghỉ ngơi phải cắn cỏ thôi coi ba lô con này có quyển sách rồi phải. Cùng này cũng hết cùng với tay tí thôi. Trời ơi, ở đây có bài ti ghép tốn cục máu. Thải cái kia vô. Bốn lăm máu tối đa. Này 14 26. Thử cái này rồi mới gắn cái băng vô thì lại gặp con băng
Đúng ghê không thầy. Bây giờ gạt được con nó vô đầu tiên không? Giáp mấy con kia cũng khá cao lên 23 đam lan. Trời. Là 8 hụt được 6 máu. Mỹ với băng đó anh. Hai ba con này để băng mà. Chơi tập hết lên 3 cái luôn. 45 45. Học bán 3 con thôi. Điểm đông bằng cũng đỡ. Hai hết rồi. Quán xiên giáp 33. Cái này đánh. Dọn vô này ngon hơn. Con này còn lâu lắm. Bây giờ xiên giáp nó thôi. Giáp nó quá cao rồi. Tôn nó được. Đừng chết. Rồi chết luôn. Trời không học nữa. Hỏi nó vậy thôi. Chạy hết máu luôn đó. Phải cuối đỡ. Bằng làm giáp mình bắn xiên giáp còn khổ lo. Giúp chết luôn rồi. Nói gian cái mình đang chạy. Chở cái gì luôn á. Bây giờ có gãy băng rồi. Nghỉ ơi thôi. Lên tường trên. Xảy chừng lửa đi. Chỉ số mà trí tuệ mình thấp quá. Chạy chừng lửa lên trên gặp bầy quái lửa rồi đâu ta. Đọc, chạy nước. Cắn cái mà hồi cái kia đó. Cắn cái hồi 4 focus đó. Ủa, có focus thôi. 6 focus chuyển qua đồng. Chuyển vô đầu cái máu luôn. Rồi đi. Đấy mới bấm vô phải TZ nó ngu như thiệt. Nào nãy cầm chừng lửa là lên đây cầm này lửa này đi. Cầm cái chừng lửa băng lửa. Hết chung rồi. Bây giờ cho nó ướt tập thể. Giáp nó yếu. Giáp xài cái này.
ra ba thật. Không bị thiêu đốt. Nhờ đeo cái chống thiêu đốt luôn. Rồi bây giờ là 23 đạp lại. Là hai con kia mới còn máu à? Để không sao. Một máu thiệt nhỉ. Giờ cách nhẹ cái này cái thôi. Không cũng được. Con này nó là xong. Bắt tuần con này thì... đánh ra đi chết rồi. Bye bye. Đi chàng cái áo đèn xài. Nó không có đồ quá. Tôi nghĩ là sắp tới chùm cuối rồi đó. Anh cứ xài thoải mái thôi. Tiết kiệm gì nữa. Con này xét nhiễm nhiễm. Đừng làm kháng thép không ạ. Tại sẽ tương nhật lý bắn thôi. Đánh hai cái đi chết đi. Hình là không bị sốc á. Không có mấy đồ kháng là nãy giờ nằm luôn. Trong tuần này xin kháng 28 thường thì 46 từ 38 xong tới anh cùng ghép ghép gì nó chết rồi. Gõ này hồi 60 kết tiếp đi. Đi thôi. Gì? Mở kho báo mà không cho cái đó nữa. Cho ba có hồi báo. Rồi tôi ghi có vấn đề dữ rồi. Chuyển vào mỗi đứa cái đi. Bếp to 450 máu. Cái này phải cắn hút khá nhiều. Chết chơi phát phát vô cốt luôn. Có cái thùn này.
ngọc rồi, cái này nhiều nhiều người xài thôi. Đây này ngon rồi, ngon này hồi cũng bát. Này gì đó, cái đồ vị trí ẩn 4. Đây cái này được. Chứng phá chết luôn. Giết 51 luôn rồi. Có cả được không à. Bây giờ giết chó xong còn đánh đồng già rồi. Sáu đánh xuyên giáp thôi, giết phải chết luôn rồi. Rồi tới cụ, cụ chuẩn bị xanh cỏ rồi, cụ rồi. Già với mấy đứa nhỏ là hầm. Tôn khủ cố tốt dưới đây luôn rồi. Giảm phép cũ xuống luôn. Tôn sao cũ bay màu rồi, cũ còn chưa gì nữa không? Mày có gì không biết nữa. À hồi máu, cua xe đó hồi máu. Không hiểu sao nãy giờ không đọc chữ. Rồi chứ em ạ. Rồi cho ông đi qua hay vô. Rồi đã. Có gì đó sai sai. Rồi hát sụp đổ rồi. Đây tháp bị quá quỷ rồi. Đây bản YouTube này thì pha tôi đã được an toàn nhưng cái giá phải trả rất cao, chưa kịp đọc nữa. Tôi sẽ đến đích thì cho nhưng
nên cho game chống ổn định mọi thứ. Phải pháp sư chiến binh mở sao thôi. Nhóm không quên những gì cả là làm ra. Tuy nhiên chúng ta là những anh hùng. Được tài tử luôn hả? Nó kêu mình chụp ảnh luôn rồi, chưa kịp chụp đó. Xăm xa một vài nhiệm vụ gì bên cạnh. Ủa không? Vẫn còn như cũ mà. Cho là level 3 gì đây đây. Sao mình lại nhảy vô cái gì như nào? Level 3 gì đây, level 5 gì đây. Rõ ràng phá đảo mà. Ảo giác à. MP, nhận thêm MP thôi. Em này chắc tâm dược sư đi hồi máu rồi. Bây giờ còn 4 cái lóc nữa chưa biết, coi vũ khí rồi. Chuyện vũ khí có vẻ ngon. Hai hai bốn ba hai ba tám lập lập bốn mỗi này tím thôi, này 12 điểm nên mở nó. Cái này là cái năm não rồi, mình hai não mà đau cái gấp rưỡi thôi. Cái gì này được này, vô được kinh rồi nào. Cái này DLC này dùng đất băng giá, nhưng mà đâu cái gì xin game nó lại là cái đó. Sự gì trong game là để vào đây ta. Mày nhớ lần trước chơi rồi mà. Mày nhớ K2 thì chơi rồi. Đi đi vô kiếm tím này chắc có cái gì nào. Không dịch chuyển được xa như vậy. Chuyển để dịch chuyển đến đây rồi. Chợ thì cũng không có gì mới. Vũ khí này nó ngon hơn cái hiện tại mình đang dùng khá nhiều. Thì cái này ngon hơn hẳn không? À thôi. Dịch chuyển luôn. Nguyên dốc này à. Rồi thử cái này nó khác bọn sao không? Không dùng được. Thử cái này luôn. À, soi cái phạm vi này thôi. Tôi cho mỏi ở đây. Tại tôi có quyển sách này. Giữ cái gì đâu.
Giờ con này chả có đường đi ra rồi. Tự bấm vô đây mua quyển dịch chuyển thì bay đi. Không đủ tiền. Con này với thằng khởi thăng chung chỗ hả? Mẹ tôi thôi. Gọi giống này đi. Cần 72 tiền. Về con tiền này. Bên tập là đủ luôn. Ủa không, đọc này cầm tiền nữa. Đã nhiều mở được ăn mài đây nè. Ô bô lát này có một mở luôn rồi đi. Mở nhân vật luôn. Rồi bây giờ kết thúc sớm hơn mong đợi. Em chắc chơi tiếp cái cuộc phiêu lưu này. Tạo game mới này. Mình chơi nhân vật mới thôi. Coi info cái đã. Chặt thịt thì chỉ số lực tay rất là cao, có thể thay trong chiến binh được mà. Vì để vị trí thứ hai đi. Đó. Đương nhiên là nữ. Rồi. Phòng chiến binh. Này chỉ số này rất là cao, tầm nhìn cũng cao quá nè. Còn hẳn con ban đầu của mình. Bây giờ tới anh cuối là lấy một pháp sư đầu tiên đó nè. Tăng một điểm trí tuệ được đó. 73 điểm ta lành. Tâm 5, 7, 7 5, 3, 7, 9, 7, 5. Ủa sao chỉ số không bằng cũ ta. Cao hơn này 2 điểm mà thua cái này có 6 điểm rồi. Điểm ta lành nó lại thua rất là nhiều rồi. Thôi kể đi. Đấy, nhân vật này 75 bằng nhau hết luôn. Này bị phá rồi. 75, 75, 83 81, 77 Chopper nữa. Tam bà 71, 85 81, 77, 79. Cái trời hơi chopper. Đây là bên đây làm chopper rồi. Tám mốt điểm trí tuệ nè. Mình chết. Mình chết thì có vô cái điểm ta lành này đâu hơn. Mình chết là cầm đàn là thanh niên mình chơi lúc đầu. Linh nhắc chơi là thử mới. Cậu là vô điểm trí tuệ nhiều hơn. Rồi. Thử cái DLC mà điểm đốc băng tiết nha. Nó sẽ giống nãy vậy, sáng gì đâu. Đây nè. Hot bài viết. Cái gì đánh băng. Rồi ok. Bắt đầu đi ra bến tàu trước. Dưới quán rượu.
rồi đi đến gần cái chỗ ngân test nhưng cái này chắc cái này quá đây nào đánh bại cái wagon này. Nhưng 5 vòng rồi coi ông thành có cái web gì không một like thôi like mình đầu tiên như cần cái cây này ba mắt thì mình có hai mắt không mắt 75 mắt 81 này 6 ngon được chặn vụ này rồi lấy vật phẩm đưa đi đâu vô đây hả đây nó phá rồi ủa vẫn vô được chưa rồi ok phá phá nhưng mà vẫn vô được không nhiệm vụ đầu tiên mình mới đi qua đây nói chung là chưa có tầm nhìn gì hết bây giờ có 10 10 9 9 7 đưa cho thanh niên này cái ngay kia lên trước đi hãy quên tạo hình nhân vật này đó chứ nhìn những giờ xấu quá đúng vô làng vô chợ khẩu 20 60 xuyên 5 này lực thai là hợp nhân này nè 83 nè 16 đồng 9 cây đàn đàn thì tài là ta lành tài năng không mình chỉ chạy bộ não thôi con này có siêu sốc của em rất lợi hại rồi mượn tiền mấy bạn ơi siêu nhân vật của mình nó nhìn giờ chát như này á nãy quên tạo rồi không ra tạo lại nhân vật xấu quá không chơi đâu nếu tiếc mình xin lỗi rồi kiếm phiêu lưu đây đúng nè tạo nè nhân vật nè chuyển qua nữ nè xanh lá xanh lam này dễ phân biệt đeo ba lô luôn rồi ok này nữ mà nhìn hầm hố quá rồi chỉ để thay đổi trang phục mà chúng ta phải chuyển sinh một lần nữa rồi ok biết rồi bữa nãy nhớ đi xong gần đó mà sao bây giờ nó khác cái gì mới vô bắt mình đi thịt con á kiếm này nó ngon hơn đó xong kiếm 13 thôi muốn có bờ biển này muốn có bờ biển này. Chuyển sinh lần nữa anh em thông cảm tí đi biển ngon hơn mới rồi mình bắt đầu lại là nó tạo một thế giới mới luôn nên đời hai không chơi cái cũng đâu đổi tên đây để dễ phân biệt pháp sư chiến binh ở sao rồi ok tên gì đó đọc tả không có bờ sông luôn cây hồi mới đi lên bờ sông phía này vẫn có bờ sông
Bây giờ dòng này nó bán cây kia 9, 8, 10. 10 cái này khá ngon rồi. Và 4 điểm tạo lành này không chạy được. Không được luôn. Vũ khí là chỉ có về chỉa 95 này thôi. Nói chung đồ rất là cùi. Bây giờ qua phần quét. Kiếm dễ vỡ nữa. Nhưng mà đầu game nó rất là gánh tay. Cái gì? Sao tự nhiên trừ một máu là gì? Trời lạnh hả? Người chua hay là mỗi tuần đi trừ một máu? Mà sau này có máu thì sao? Kiếm này một tay xài được. Không có cái khiên nữa chứ. Quên mua nãy cái gì mua cái khiên này. Tắm chứ. Trời, đầu tiên vô 18 máu rồi. Cái này là đánh hụt cái là gãy kiếm luôn á. Rồi 15 máu chắc con này đi. Không rớt đồ gì ngon. Giờ mới đi qua hướng đông. Mày chặn đường ai vậy? Con cướp đi chặn đường ba. Để cứ đánh hụt ở né thôi. Đưa tiền cho anh kia hả? Cái gì nó mua cái kia? Cái âm thanh bị lạnh không? Đó. Mấy kia này cái nào cũng củi vậy. Mua mua máu thôi. Em tôi đi, đi ra ngoài là gì đây, may mắn. Hai nữa chảnh bà máu. Hai nữa chảnh. Trừ một máu như là bà bộ não không trời. Này phải đi, nãy đi đường trên đi trời. Ở dưới có đường nè. Phải có đường không biết nữa. Mà hay có dấu hỏi đây chắc có đường. Ừ có. Được chuyển vật hết. Không có gì không. Ừ, hai điểm để dằn mặt chứ bị nó đánh là đau lắm. Trời ơi, có người kiếm này mà. Tốn chi hai điểm như vậy. Cái đồ nữa không?
triệu một phát, tám ba, tám ba. Vũ này kiểu gì ta? Kiểu quý người ta vành là con gì? Gần gần đây mình phải đi gõ gạo. Nhiệm vụ này phải di chuyển hơi nhiều. Chắc xuống đây. Đây, có quan rượu vắng như này. Chưa đến được. Cái chuyển đồ ở đây à, chuyển lên đây chỗ chơi thôi. Không thể gãy kiếm được. 83% mà theo lý thuyết thì 17 lần đánh 6 lần có thể đánh gãy. Hoài mất máu á. Vẫn bị lạnh. Yên bình đó. Rồi. Biển dưới thôi, xem. Đưa cái cây gần thợ săn cầm dưới. Pháp sư chuyển đồ cũng hơi mệt lắm. Mới có hai à. Rồi có gì đây, đây có kết. Đừng đâm ra đi mất máu quá rồi. Không, nếu level 1 nhưng mà có hai trang bị đó chắc cánh được. Giết trên giữa trước. Rồi gãy luôn rồi. Đó, này. Chết máu. Làm trận hai sách mấy đoạn đường chúng đưa cho nó, cuối cùng lại gãy vào một nốt. Rồi tạm biệt. Bản đồ câu báo à.
bút tích cái quyển sách mà mày bán làm di chuyển không cho nó giữ đi. Bây giờ đang tôn của ai? Đang tôn với chiến binh. Có thể đây dòng những khu này còn ở đây với cái chấm bên đây rồi. Nhà chắc bên trái rồi. Đi về trái thôi. Lại có bản đồ kho báu, mở bản đồ kho báu nữa. Như bờ sông. Đi hồi phải mở mới xuống lấy được. Lẽ vũ khí đó sao em chuẩn bị một đài thử này 79 điểm mà chỉ có 12% thôi được không sao. Rồi đi cho anh. Và cái tìm không. Cái chỗ này thôi. Vé mời lễ hội uống tối. Khiếp gì? Chiến binh solo được. Một chết tía rồi, nó đánh mình hai cái đó. Ai rồi bấy mấy dầm hụt. Này tám mấy dầm hụt nữa tội. Còn cái gì nữa đâu, chắc đi quanh vải thôi.
nó tới ba con rồi, trốn thôi. Đồ game bắt đi vòng 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 mà. Coi cho em hỏi bên đây. Chả có gì nữa. Đây, từ anh cũng. Giờ nó xuống như này. Ba điểm đồng nhỉ. Cái cần tiền đây à, phá ra nó giấu vô này. Một con tàu. Có khẩu báo gì nữa. Tôi đi xa à. Đó là tên tạo đây. Không, con này chưa có tạo. Con này cũng có tạo. Một chiếc cái tẩu. Xong rồi nghỉ ngơi. Cái gì cái gì? Năm đám mà có khi bể thuyền luôn á. Đi diễn thành công hơn. Mà hơn cái này một hồi nó sẽ xui bù thôi. Được cái mỏ sữa tao. Diễn tập nhìn ngon, đều luôn. Kiếm, kiếm này khá là ngon. Cái giáp ta là ta làm nó con nào cao vậy. Kích đằng kia lên luôn rồi. Rồi bây giờ chuyển đồ cho nó. Kiểu kiếm kiểu bể bên này kiếm này. Kiếm kiểu bể tài kiếm này vô.
Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi bên trên này. Ủa mình đâu? À, đi thẳng hướng đông hướng bắc thế đi. Chỗ nào neo tàu không hay buộc phải đi vô. Chuyển đồ qua cái nón này. Điểm tầm nhìn này 75, 71. Rồi đeo được, đeo đại thôi, tí tầm nhìn thôi. Đấy, còn món nữa đeo hơi lầm. Đây, tỷ lực. Hai điểm này trong trọng nha. Trời, nó có bán khiên nè. Một đánh cá. Khiên mắc quá, tôi không mua đâu, không có tiền anh ơi. Hàng được vào 4 rồi thôi, thôi thôi thôi. Tốc độ. Tốc độ thì để bên kia. Chơi chữ ba đó, chữ ba máu. Trời ơi. Chạy 80% chạy hụt. Còn 9 máu à. Cười cái lòng đen với cười. Bây giờ không dám đánh nó luôn. Không đánh nó được. Không, không có điên nữa đâu. Đánh nhanh rút gọn đi. Mười ba máu. Giờ đi được cái hai ô rồi nhỉ. Mình
kiếm này chưa gãy nữa. Trong khi cái trượng này đánh đúng một thương nó lại gãy. Tính đâu ban ngày ít lạnh hơn, ban ngày cũng mất nhiều máu nữa. Giờ có bán đi cùng mới 11 đao, cũng thấy chậm 3 mắt. Cái kiếm 16 kiếm không cầm, không cầm. Cái đàn 11 đao mà 5 nốt, nó cũng không cầm luôn. Cái đút 3 sức khỏe không cầm. Đây, cái bộ não 4 phát này 30 tiền. Thì trượng này có hút máu nào. Cây này rất là cũ, cuốn sách này rất cùi luôn. Anh em có ai có tiền không? Ủa mình đang quân chiến binh. Đấy. Bây giờ coi cây cung thanh niên này. Cái phi này có 6 à, mua 1 gây cung. Khoan khoan khoan, con mắt. Đúng, mua cái con mắt cho nó, bộ não. Này có cầu tiết. Chiêu băng này chỉ kích đam thôi. Cái đàn này không được. Con mắt 10, con mắt 12, con mắt 11, chỉ cây cung hoặc là cây phia. Cây cung có né tránh với quay bay, có thể bắn và dậm chân. 6 máu, 7 máu, 11 máu. Cái đồ mới mấy cơ coi. 39 chia 3 thì mỗi đứa 13. Hên né 27% cuối cùng nữa phát huy. Ủa không hút máu à? Điểm con mắt 71 tâm từ bên kia nó về.
giày này cho ai ta? Ngay con mắt hai phép rồi hơi sao? Hơi sao một tí nữa đi qua. Chấp lượng cấp à, lượng cấp thì được hồi máu. Ôi 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 ôi, đi vào năm. Chạy chạy chạy, 4600 phục 2 phát. Rồi chết luôn đi. Chiều 17 đây. Còn bộ giới sáng luôn. Chỉ máu 17 đâu. Hút máu. Ban là né được. Đường sau đun theo đến đợi sẵn nữa chưa. Hay là mình giết theo được 30 đam cho cùng nguy hiểm hơn. Má nó bắn cái đéo gì hụt không vậy, 86% mới làm như ít lắm vậy. Chảy máu trước khi đánh luôn. À, mới mua xong cái này cũng khá ngon. 4 mắt. Làm cao hơn nhưng mà nó dễ vỡ. Dễ vỡ thì cứ cầm lại đi. Cái cung này cũng dễ vỡ luôn hả? Hết máu rồi. Không bỏ được luôn. Hơn 42% sống. 86, 119, 119, một hit chết. Chiến binh đang giữ thuyền đúng không? Ây da. Đúng là nhân phẩm phải trả giá rồi đó.
đánh này chơi không? Nó chảy máu mà nó vẫn đánh được thôi. Đúng không? À, bộ não. Giảm đam nhưng mà có hiệu ứng đóng băng với tăng giáp cho thêm được à, luôn. Pháp sư lên đi. Trăm là thành công. Đi trên biển mà cũng bị lạnh nữa. Chiến trên tàu cái này đâm phép, hai con đâm phép mình đang dựng cái đường băng không thấy dụng gì mấy. 18 đâm con này, 19 18 chỉ đánh con bên trái thôi. Ủa giờ bị sốc nha, đàng hoàng là rớt luôn, bể luôn vũ khí nè. Đó phá ra nhưng vẫn vừa đủ 14 máu đâu vậy. Kệ xong này lên cấp rồi. Không chơi được.
kiên nhẫn, không bị trộm, trợ từ xa, giáp ba tha lành ba trí tuệ. Nó đánh trước bốn con, đánh bốn đồ tôi thì chết luôn á. Ước thì không sao, chính ép giờ cũng chính ép đổ thấm nhiều. Gì đây gì đây, thị trấn đang bị mấy con gì đó. Con tàu đây tồn mà tồn thôi. Vô luôn. Mặc dù hết máu. Chắc ăn. Quá đỏ luôn. Đủ đạn á. Đầu xanh cỏ lần 1/2 đang chảy máu rồi, quên mấy con này nó đang chảy máu. Gì cân bằng người cửa 8 đam luôn. Chủ yếu lấy cái 5 đam đánh lan mà không được, 5 đam đánh lan nó vẫn không chết, 4 đam thường giết này. Hai điểm chơi chắc ăn. Thua một đam nhưng mà nó có nhiều kill hơn. 6 đam lan. Mười lăm đam đơn mục tiêu, 19 đam đơn mục tiêu. 11 đam đơn mục tiêu với đam lan. Đây này đây. Thưởng tôi nói. Bây giờ giảm đam à. 14 đam có 7 đam lan nè. 3 đam. Một mục tiêu. Tuần sau với 2 thun con xương. Nó còn 4, 2 là 8.
15 có thể một phát chết luôn. Ok, hai thằng dính lửa không trời. Mà bị thiên nữ nè. Tụi cùi thôi, nhưng mà cũng được, không mất máu nhiều. Ba bảy à, chắc ăn. Gương 58. Phép ăn 25. 3 trên trừ 3 chí nè. Giờ đi vòng vòng farm lên level 10 quá. Chút nữa đi, đợi đồng đội tôi lại, tôi giải quyết cho mấy ông. Lấy lại cái này mày. Chút nữa. Rồi đây. Chúng tôi đến viện trợ đây. Winter Incoming. Mới vô bắn một phát cầu thôi. Con này 22. Một đánh cho có một vậy. Con này 13 giáp luôn. Ngàn gì. Mày đi cho. Mỗi cái đó là bây giờ Winter công minh bút gì đó. Tiếp theo con này 8 máu, 2 cái thôi đủ. Này đánh cái đi chết được. Lửa đánh con này không ta? Mình hết máu mình hồi. Này được hả? Tốc độ mình 81 rồi cũng không có bèo đâu. Chắc đều luôn á. Cái cung cũng dễ bỏ hả? Cung dễ bỏ thì giữ thôi. Đều không chị? Gì nữa hả? Gì trời? Lát quay. Hứa mà. Hứa lát nha. Đòn mình giảm né tránh, bỏ cán phép nó.
một hồi con kia nổ 5 đam đâu nghe giết được con nào giết. Đam không bằng cái cây đấy, cây đấy đam ngon hơn. Ba thì chỉ cần ba cái thôi, bốn thì đâu. Né luôn rồi, đừng đánh lại nha. Không sao, gì thì còn nghe ai. Chánh bà ghế thay phép này không cần đến trí tuệ anh chị. Đều lại cái khung nãy đi cái chĩa nãy nó tính đam sao mà trên lọt quá đó. Những cái này mình đeo vô là 15 15. Cái này là 16 84, không phải này, cái này mới đúng rồi. 15 19 11. Nhưng tại sao hai cái này nó lại chênh nhau sức mạnh nhiều vậy? Thuốc heavy food. Hai cái cùng 15 mà. Cái này 8 gít 3 phép này. Chắc nó có hai cái đầu tiên để đánh nhanh, đánh nhanh giảm né tránh. Nó bỏ giáp 15 vẫn chưa hiểu cơ chế tính đam của nó cho lắm. Này 86 nữa thì 81 không trên nhau nhiều. Ở đây teleport nãy có nhớ đứa con cuộn đứa này quá đó, 9F cùng một mao dít tam đương nhiên chiến binh thì có đúc có cái đó rồi, đương nhiên phải mua máu cuộn thùng nhìn. Nhưng tầm nhìn để hồi kia mua 3 quyển luôn, 3 quyển hồi phải mua hết. Bây giờ bán đồ đã. Bốn tiền 44 ba trên nó ngon hơn, ta lành với lúc thì không cần, cần để lấy thiền chứ quên. Cái kiếm này với hai tay đó ta. Cái cầm đạn dễ trên kìa. Bây giờ là bán đồ 2 đồng, cùng túi cướp 8 đồng, cùng cấp tiên 4 đồng, cung thường 7 đồng, mình mua biết bao nhiêu tiền, 6 đồng, cái này nên bán hay giữ,
bán đi. Chưa có ý định thay thế cái kia. Mua cái tàu trước. Cái này trang cho mình nhiều bán à, không cần. Cái này 3 mắt mà 12 nó lại tăng 4 feet nữa. Cũng được, cái này cũng được. Có 24 đồng. Con này có đánh cái lan à. Thôi, nó cứ như một cái gai đào. Nên đầu tư thêm một cái thủng nữa không ta? Trước sau cũng mới mua chắc mua luôn. Trước khi cùng ba mắt 12 đam này 4 con lấy cũng được cùng gì nữa hả gì múc dưới này luôn hả trong vòng 20 rau à à không giết này. Này còn cứu cái đó nữa. Rồi ok, ngồi xuống cứu. Mình đang đâu? Để đây, xuống đây lấy thì chạy dưới. Nó đập cái 12 máu. Ngoài ra không có thể dùng gì hết. Chỉ có đập cái 12 máu thôi. Chạy quyển sách vẫn tốt hơn. Cái này đằng sau đó. Một hồi dắt ra đi ngoài đường mới xài được. Chờ đi ngủ đã. Vào gì đây không được bắt focus hả bạn. Tại sao không tác dụng gì không? Sẽ dọn trả thôi chứ tác dụng gì không? Giữ thiền như tao gì đây người tiếc hả bằng 10 và 5
Level 4. Ê, mất tiêu luôn kìa. Biết gì chạy luôn rồi, 50%. 50% phần lửa nha. Xài quá. Giờ 7 đam lan, 14 đam giữa, 54 đam. 54 đam cũng 71% thôi. Tôi này phải dứt điểm rồi, còn dứt điểm là bay màu đây, một con, con, ba con, mày chưa có mũ, đưa cái mũ qua cho kìa. Đưa cái mũ với cuộn tay đeo còn. Cái cung xài hai không có khiên. Không vào cái đàn hả? Mới đánh cái gì mà được miễn kháng à? Bắn thường thôi, có hai giáp hả? Củ có thể chảy máu à? Vậy chắc ăn vô củ chảy luôn. Đánh cái đưa tuần sau củ đi. Giờ mới leo bà mười mới vô kia rồi. À, leo bà mười mới vô đây cái nữa. Giờ mình đi lên Malip đó. Như cái này, sắc vàng. Không bị dừng máu nữa, trời thấp lạnh nè. Mình đang bớt nó mà. Tiếp mình là đòn bảy mấy, sáu mấy không đó, chỉ mà không bằng nó nè. Hàm ba chết nhanh giữa luôn. Mình có tên mà học rồi. Đánh đứa rồi, đánh này. Mình mới hảo ma vô ta, mình máu rồi.
Tại trên thuyền nó có đánh. Bản đồ có báo. Tại bản đồ có báo luôn. Thứ tuần sau rồi đưa qua cho kia rồi. Chế bệnh vào bệnh tóc luôn. Mày tết kêu con mắt. Chiến binh nữa. Tám tám tiền mới đủ cái đấu rồi. Giờ có 59. Quay về ngủ lại tám này. Mất luôn cái đó trời. Tiếc nó lên 5. Thì dạ 8 máu à. 8 máu tí nữa là không về thành kịp đâu đó. Nó ra quái nè. Nên niên thì chắc chanh cỏ rồi. Trong ba lô không còn miếng máu nữa. Còn sức quyết hình né được. Ba này sẽ cường vật lý không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lãnh đạo quá. Nó cứ nhẹ nhỏ đánh mà. Giết này thì tuần sau nữa mình tự giết nữa. Chợ còn tuần nữa thôi. Đâu phải hồi máu. Dạ. Còn 2 máu, 15 máu. Phát nó chết rồi, con này đánh ngay cái gì nữa chết luôn, nên không bị tao vẫn nó gì cũng chưa làm được gì. Mười bảy 23 63 18 chỉ cần 3 phát rồi. Đánh ra đi. Thì tao vừa đủ luôn. Mày đỏ màu trắng vậy. Đời ra quá cho nó rồi đi luôn được. Sách này giống sách nãy mà đâu. Tìm rồi, gấp 2-3 lần. Ông chuyện dễ bỏ không xài. Xa dữ. Wow. Kia có 2 hồi máu quan trọng lắm, không bỏ được. Bạn luôn. Cái này cũng ngon.
chữ khí đâu rồi rồi mà mua cái liều. Nếu mỗi đứa 1 cây hồi báo thì mỗi đứa 2 cây thì có thể sống được. Ok, cái này nó có gì đâu chưa, này mình có 1 cái rồi, thanh niên dưỡng chưa có, còn mỗi đứa 1 cây cho nó đồng đều. Bây giờ coi thử vũ khí coi, hiện tại là mình đang hai đá chiến binh đó. Hiện tại mình đang cầm cái kiếm 20 là ngon này. Mấy cây 16, 12 này không bằng. Nên thôi, chắc đi ngủ giấc thôi. Tiểu xâm lầm. Cái này 4 cái kia 3 không ngon bằng. Cái này lực tay à. Rồi coi túi có gì không cần bán bớt. Mũ. Mũ này không ai xài đâu. Khí. Khí có cái khiên. Này có đam lan nhưng mà nó 4 hộp thôi. À đây. Ngủ rồi, chưa có điểm cầu nguyện nữa nè. Và đấm cái đàn A Lan này. Tàu bỏ đại đây đi. Buổi sáng rồi hả? 19. Chín 19 chết luôn. Chỉ dùng trong cơm bát. Bằng. Hỗ trợ cái làng này. Dạ nó luôn được rồi. Đang đẩy máu hả? Xong trận này nghỉ không? Thì dạ, tao cái gì?
vừa mất máu chết thôi, tốn 2-3 tôn mất thiệt. Một cái thôi. Anh có dậy ra này gác màu trắng, trắng mở được. Miễn nhiễm đóng băng không, một đàm không cần. 4 cho em trừ 4 chí, cái này ngon hơn rồi. 3 né tránh, cụ bắp. Đánh ra xong, đổ thêm. Cung 1 tay 15. Không khác gì cái cung hiện tại luôn. Tay 15, 4 né tránh. Chắc được nó luôn, dễ quốc luôn. Đây, điều 5 phát 26, quyển sách 16, 120 tiền. Bán luôn cây cũ. Mua một con cỏ cho con đầu nữa. Mũ pháp sư này cũng được nè. Công sức huyết 48 đam, 30 đam. 30 đam đánh vô 18 đam. Chơi luôn. 7 đam, 19 đam là nó chết. Xong. Được 60 vàng. Lao ra chặng đường nó cũng liều lắm đó. Đánh gãy đông bằng à. Có khả năng là bằng. Bằng không mà không sợ.
Bye bye. Đấm luôn 36 không? 36 cũng 3 giáp à. Đánh ra đây chết đi. Đậu xanh nó dính thai độc. Hết độc đi. Chặt thịt nó. Làm 4 tiền cũng được. Lấy được cái hồi máu với một tí ép. Ngủ giấc thì máu bây giờ cái này level 10 đi không nói nè. Dù mình là giết một con bên hướng đông, bên này không có đường sông, rồi có đường sông đi. Tên đi trừ 5 máu. Giờ mà 6 rồi. Đánh xong cái này ấy nó là ủa chiến binh đứng đây xa quá hả? Rồi quay lại cơ quốc này là con ma kháng tất cả mọi thứ, đánh phát mười mấy đam. Cái là né luôn. Đánh cái đi chết. Đây đây. Hay hết thôi. Đủ rồi. Mất 2 điểm trên khó lắm. Mất 4 điểm kháng, 1 điểm kết. Này đi. Lắm luôn. Dinh độc thì có dễ rồi. Ở đâu đứa rồi? Ở sang diện đứng trên Tết vẫn điểm may mắn hả? Vậy thôi.
gì đây? Không. Chết tía rồi. Gà 31 máu luôn. Phóng ra làng ở dưới miễn nhiễm với tôi. Sáu liền mà sáu ba lực tay 20 á. Phi bảy máu á. Bắn con kia mới đúng. Cái chém này chém mới đúng. Cũng 5 máu. Cái 14 15 thôi 12 và nó ba cái ngon nè, nhưng mà cái kia có hai hồi máu không.
Nhưng kiểu chạy cái này xài cái kiếm yếu hơn tí. Nhưng mà chính xác cao hơn mà đam ý 731. Có mua cái này không? Mượn tiền bán anh. Ủa chưa tới hả? Anh kia sao quá? Kiếm này giảm đam tăng thủ cần không ta? Thì mình không có khiên rồi xịn hết. Kháng độc, kháng ba cái luôn, không? Không cần đâu. Bán một phút hết tiền luôn rồi. Cái kiếm dễ gãy không đã. À, điểm chỉ số rồi. Thôi không thấy dùng được hết. 12 3 2 chục 5 với 3 hiện tại vẫn còn ngon, cái này có thể giữ lại cân nhắc. Rồi, tới đó. Cao ghét là gì đó 50 đam cái vật thể bóng tối không là cái kiểu như con ma nãy đúng không chỉ giữ được thì có một hồi máu vitality cái vật thế này không?
mà mất 2 điểm trí tuệ, 1-1 thì hai trên, mất 2 điểm kháng lên chuyển hồi máu không, này cùi bắn luôn, nói cùi luôn, ta là nó xài, cái này cũng có khả năng xài không, nhưng mà rồi, hôm nay nghỉ đây thôi.